để khắc phục. À vâng, bây giờ nói là cái khô da mà bạn vừa mới hỏi tôi đấy là cái da da khô của theo mùa, theo thời tiết, thì điều hết sức quan trọng là ta phải giữ ẩm, uống đủ nước. Và điều thứ hai thế này, tôi xin các vị rằng đi ra đường nên mặc dài tay, dứt khoát phải đi tất. Thậm chí ta bôi thuốc giữ ẩm rồi lại đi tất trùm lên thì cái chân chúng ta mới không đứt được. Tôi lưu ý. Và thứ ba nữa, đừng có kỳ. Có một số người có cái thói quen lấy hòn đá kỳ, kỳ gót chân, càng kỳ càng nứt, càng chảy máu. Rồi nữa, không nên dùng các cái chất tẩy rửa, xà phòng, các chất đắng, các chất có tàn ảnh. Vậy thì thay vì những cái mà những cái chất mà các chị em có khi nhiều khi sai lầm hay dùng, thì chúng ta có thể thay bằng những cái loại củ quả mà nó có tác dụng rất tốt để làm da, đúng không ạ? Rất tốt. Ví dụ như là dưa chuột hay là cà chua hay là những cái loại thảo dược nào ạ? Thưa bác. À được. À, tôi thích dùng thảo dược chữa bệnh lắm. Tôi cũng mê những cái dạng thuốc được sản xuất điều trị một số bệnh ngoài da có nguồn gốc thảo dược. Bây giờ nó xuất hiện một loại mới, mà loại mới có tên mà người ta tưởng đấy là ngày lễ tình yêu, Valentine. Đấy. Cái thuốc này nó có một số các thành phần thế này này, nước, glycerin, rồi là vitamin E, rồi là một số các cái collagen. Nó vừa giữ ẩm, nó vừa cung cấp cho ta để chữa bị lão hóa, mà nó vừa cho các cái thuốc để chống lại cái gốc tự do. Và đây là một dạng thuốc mới. Và có nhẽ những trường hợp nào ai điều trị bệnh trứng cá dùng Aclotin thì nên dùng Valentine. Và ai mà bị khô da lòng bàn tay, bàn chân cũng nên dùng. Nó không chỉ chữa nẻ đâu, nó chữa cho các trường hợp khô da. Nên xoa mặt cái này được, xoa bàn tay như thế này được, bị vẩy cá bôi tốt, bôi các gót chân tốt. Ai có những các cái tác dụng phụ của vitamin axit khi điều trị bệnh trứng cá vì mà dầu thì cũng nên dùng. Đây là một công thức mà dưỡng ẩm tốt. Nó có những thành phần gì ạ? Nó có nước, có glycerin, rồi nó có vitamin E. Bôi vào nó sẽ làm cho chúng ta săn chắc, đàn hồi tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ với cái việc mà chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết để chúng ta có biết thêm nhiều cách giữ gìn làn da của mình, bảo vệ làn da của mình cũng như là sử dụng những sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên rất có lợi trong cái việc mà làm đẹp cho làn da của chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ dành